Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn xem tôi lên cây keo. Đây, cái keo này này. Đấy, các bạn xem không? Đó, cái keo này nữa đó. Tôi lên cái keo này, tôi để mé một số nhánh cây. Cái keo cũng tương đối cao nè. Các bạn thấy lên mé cây keo như thế nào nha. Mà cái nhánh keo đó, rậm quá. Các bạn xem thấy nha. Kiến gì vậy ta? Ai. Cái keo cũng tương đối cao nha. Ai, được rồi rồi. Keo gần nhà ăn rậm quá. Keo nó to lắm. Một cái nhánh khô đi. Tiếng không ta. Kiếm nhiều quá. Ôi, kiếm. Kiến này. Kiếm quá, kiếm quá. Quá. Cần cái ngựa này. Toàn cái ngựa các bạn ơi. Đây cái ngựa không đi. Ui.
Yên. Ôi. Ôi. Cái cần gì ta? Chụp cái bận chân. Cái gì quá. Tiếng nhiều quá các bạn ơi. Chà. Cái gì dữ vậy? Ôi, cái ổ nơi kia. Cái này cho cá ăn đúng bạn. Mấy cái nhanh nhỏ đây. Ôi. Quá. Chù chù. Kiến không luôn. Thả xuống dưới kia lên trừ. Đeo. Ờ. Ừ. Ừ. Sao đây? Đẹp, bệnh nhân đứng ngã xuống luôn rồi sao ta? Khó thêm. Các bạn xem có được cao không? Mình thấy được bình thường. Quen lên rồi. Nhưng mà quen lên nhưng mà lâu quá ngày lên. Chờ mới lên nghe cũng rừng rỡn người. Ô, con kiến này. Ui, đau. Nên túc trên kia một kiến nhiều quá. Đù. Chưa cho, đẹp nhanh nè, có nổ không ta? Đẹp nhanh to nổ không ta? Kèo đến già quá rồi, lỗi không? Chặt lại. Chặt thử rồi. Có thể nào nha.
ghê đó. Ồ, kính, ây da. Càng cặp tay luôn. Đi. Con đi. Dập hết rào rồi. Wow. Đuối. Đoạn này như tao mới chặt bỏ được. Cậu đi xuống. Đi xuống. Ây da. Chết chưa mua rồi. Ok, nhanh quá.